Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân Do Thái rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông, vì ông Gioan đã đến chỉ dạy đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy, còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy như vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Sám hối, con đường đến ơn cứu độ. Trong một bài chia sẻ, Đức Giáo hoàng Francisco đã nhắc lại điều Thánh Phaolô từng nói: Tôi tự hào về điều gì nếu không phải là sự yếu đuối của tôi, sự nghèo hèn của tôi. Rõ ràng chỉ khi chúng ta nhận thức được tình trạng tội lỗi của mình, nhìn thấy được sự xấu xa nơi mình, chúng ta mới có thể nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa để chạy đến với người mà đón nhận ơn tha thứ. Trong câu chuyện hôm nay, Đức Giêsu nêu lên hai lối hành xử trái ngược nhau. Người con thứ nhất tượng trưng cho những người tội lỗi vì bất tuân với Thiên Chúa nên đã phá vỡ mối tương quan với người. Tuy nhiên, sau đó anh đã nhận thức được cách hành xử sai trái của mình. Vì thế anh ăn năn, quay trở về với Thiên Chúa. Người con thứ hai đại diện cho những người lắng nghe lời Chúa nhưng lại không đem ra thực hành. Anh chỉ đón nhận và thề hứa với người bằng môi miệng, chứ lòng trí đã lìa xa Thiên Chúa. Bởi thế, anh càng trượt dài trên con đường thất tín và bất trung của mình. Thiên Chúa ban cho con người sự tự do để chọn lựa hành động. Song nhiều lúc, sự lựa chọn của ta lại đối nghịch với Thiên Chúa, nhưng người luôn tôn trọng quyết định tự do của ta. Người vẫn đợi chờ chúng ta nhận ra lỗi lầm của bản thân mà thành tâm quay trở về. Việc nhìn nhận, xưng thú và can đảm sửa chữa lỗi lầm không hề là mất phẩm giá của chúng ta. Trái lại, hành động đó càng giúp chúng ta trưởng thành hơn trong nhân cách, gắn bó mật thiết hơn trong tương quan với Chúa, đồng thời quảng đại và yêu mến hơn đối với tha nhân. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết nhìn lại và siêng năng kiểm thảo đời sống, để nhanh chóng nhận ra lỗi lầm và mau mắn quay về với ngài.